Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn khoa học lớp 4 trang 34-36 sát cánh diều. Bài 8 Ánh sáng trong đời sống. Thì sau bài học này các em sẽ nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống, liên hệ được với thực tế. Biết tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt, không đập, viết dưới ánh sáng quá yếu, thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị. Câu hỏi mở đầu, vì sao cần đảm bảo đủ ánh sáng trong lớp học? Nêu các cách để lớp học của em có đủ ánh sáng. Thì chúng ta cần đảm bảo đủ ánh sáng trong lớp học để không làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh và giúp cho học sinh tránh được bệnh liên quan đến mắt như là cận thị. Thì các cách để lớp học của em có đủ ánh sáng đó là chúng ta lắp các bóng điện mở cửa sổ. Số 1 nhỏ, vai trò của ánh sáng đối với sự sống. Thì ánh sáng có vai trò quan trọng đối với sự sống. Ánh sáng giúp cho thực vật quang hợp để tổng hợp chất dinh dưỡng. Ánh sáng giúp cho động vật sưởi ấm di chuyển, tìm kiếm thức ăn và nước uống, phát hiện nguy hiểm. Nhờ có ánh sáng, con người nhìn thấy mọi vật và thực hiện được các hoạt động như học tập, làm việc, vui chơi. Câu hỏi nêu vai trò của ánh sáng đối với thực vật và động vật. Thì vai trò của ánh sáng đối với thực vật là ánh sáng giúp cho thực vật quang hợp, duy trì sự sống. Vai trò của ánh sáng đối với động vật đó là ánh sáng giúp cho động vật có thức ăn, rồi khỏe mạnh, nhìn thấy mọi vật và thực hiện được các hoạt động sống. Câu 2, nêu vai trò của ánh sáng đối với con người. Thì vai trò của ánh sáng đối với con người đó là ánh sáng giúp con người có thức ăn, khỏe mạnh, nhìn thấy mọi vật và thực hiện các hoạt động sống. Tiếp theo, luyện tập vận dụng. Trong sản xuất nông nghiệp, con người sử dụng ánh sáng vào những việc gì? Các em quan sát hình 1, hình 2. Thì chúng ta thấy là trong sản xuất nông nghiệp thì con người sử dụng ánh sáng vào những việc như là ủ ấm cho cây trồng khi còn non nớt hay là vào mùa đông giá lạnh, kích thích sự hình thành và phát triển vật nuôi, ví dụ như là phương pháp dùng điện ấm để mà ấp trứng gà. Rồi phần kiến thức cốt lõi ở đây đó là ánh sáng cần cho sự sống của thực vật, động vật và con người. Nhờ có ánh sáng, con người có thức ăn, khỏe mạnh, nhìn thấy mọi vật và thực hiện được các hoạt động sống. Hai nhỏ, phòng tránh một số tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt. Một nhỏ, quan sát, nêu những cái việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra cho mắt. Như vậy các em quan sát hình 3, hình 4, các em nêu việc nên làm và không nên làm. Thì những việc nên làm ở đây đó là dùng đồ bảo hộ cho mắt khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh như là đeo kính râm. Còn những việc không nên làm đó là không nên nhìn trực tiếp vào các nguồn sáng như là ánh sáng phát ra khi hàn gì ánh sáng mặt trời. Hai nhỏ, trường hợp nào dưới đây cần tránh để không gây hại cho mắt, vì sao? Các em quan sát hình 5, hình 6, hình 7, hình 8. Như vậy trường hợp cần tránh để không gây hại cho mắt đó là hình 6, không nên nằm đọc sách vì khi ta nằm thì bóng của chúng ta sẽ che mất cái nguồn sáng và không đảm bảo khoảng cách giữa sách và mắt khiến cho mắt bị cận thị. Rồi hình 7 là không nên tiếp xúc quá lâu với màn hình máy tính, đặc biệt là vào ban đêm muộn sẽ khiến cho mắt mỏi, gây ra đau mắt. Rồi hình 8 là không nên dùng điện thoại khi không có đủ ánh sáng vì khi đó mắt của chúng ta sẽ phải làm việc nhiều hơn, gây ra mỏi, đau, khô rát, thậm chí là bị cận thị, loạn thị.
Như vậy trường hợp cần tránh để không gây hại cho mắt là hình 6, hình 7 và hình 8. Em có biết việc tiếp xúc thường xuyên và liên tục trong thời gian dài với ánh sáng xanh từ màn hình các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính sẽ gây hại cho mắt như là mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ, vân vân. Rồi tiếp theo, quan sát tư thế và vị trí ngồi học của bạn nào trong hình dưới đây không tốt cho mắt, có thể dẫn đến cận thị vì sao? Các em quan sát hình 9, hình 10. Thì cái tư thế vị trí ngồi học của bạn nữ ở trong hình 9 này không tốt cho mắt, có thể dẫn đến cận thị là vì bóng đèn lắp đằng sau lưng khiến cho nguồn sáng bị che mất. Rồi bạn cúi quá gần vợ khiến cho nhanh bị mỏi mắt nè. Rồi câu hỏi, nêu một số biện pháp để có đủ ánh sáng dùng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình em. Thì một số biện pháp để có đủ ánh sáng dùng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình như là lắp các bóng đèn ở những cái vị trí khác nhau, dùng đèn tích điện để thắp sáng khi nhà bị mất điện. Tiếp theo, luyện tập vận dụng một nhỏ lập bảng những việc nên làm mà không nên làm để bảo vệ mắt. Tên việc nên làm, không nên làm. Thì tên việc làm, đeo kính đồ bảo hộ mắt khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh là nên làm. Không sử dụng điện thoại khi không đủ ánh sáng, nên làm. Rồi học tập và làm việc ở những nơi có đủ ánh sáng, nên làm. Rồi nằm đọc sách thì chúng ta không nên làm. Hai nhỏ hãy cho biết góc học tập của em ở nhà đã đủ ánh sáng chưa? Nếu chưa, hãy đề xuất với người lớn trong gia đình về những cái việc có thể làm để góc học tập của em đủ ánh sáng. Rồi tiếp theo, phần kiến thức cốt lõi ở đây là không để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt. Không đọc và viết dưới ánh sáng yếu hoặc là quá mạnh. Khi đọc và viết cần ngồi đúng tư thế và tránh để bị sấp bóng. Không nhìn quá lâu vào màn hình điện thoại, máy tính, TV. Tránh xem TV, điện thoại nơi thiếu ánh sáng hoặc là trong bóng tối. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.